so you have to decide whether you want to emphasize bust or not. Thì nếu mình muốn cái vòng ngực của mình nó được hương liệu hóa lên thì mình sẽ dùng thêm mút ngực. Còn không thì mình có thể không cần dùng ha. Thì nguyên tắc là cái corset của mình sử dụng cái loại cúp nào thì mình sẽ dùng chính cái cúp đó để drape ha, chứ không có thay đổi. And then you can use these cups. These cups. Thì đây là những cái loại cúp ngực mình có thể tìm thấy ở đây ha. Thì cái loại này như cô nói hôm qua thì nó thường được dùng cho đầm nhiều hơn. Những cái đầm nếu mình muốn đưa cúp ngực vào. Thick part of the cup go down. Thì còn đối với corset thì theo kinh nghiệm thì những cái cúp tròn hoặc là cúp hình tam giác nó sẽ ổn hơn. Bởi vì cái phần cái loại cúp này cái phần bên dưới rất là dày. So this type of the cup is actually used for making the corset. Yes, because it has this flat edge here which can be stitched with the garment. With the và ngoài đầm thì cái loại cúp này nó sẽ được dùng trong cái quá trình làm thành phẩm corset. Bởi vì mình sẽ thấy là nó đã có sẵn những cái đường được ép rất là phẳng rồi. Thì nó sẽ được dùng để may vào trong corset. Còn nếu mà dùng để draping thì mình không nên dùng cái mút này. And also you can trim this part. Thì tùy vào cái thiết kế của mình ha, tùy vào cái hình dáng cúp của mình nhỏ hay lớn thì mình có thể gọt lại cái phần cúp cho nó vừa với cái phần ngực của mình. This one already trimmed. This one already trimmed. So you attach the cup here. And then you should actually create the outline of the corset, right? Thì đầu tiên ha, sau khi có được cái cúp ghim lên rồi thì mình sẽ định hình đầu tiên là cái đường bên ngoài, cái đường rìa bên ngoài của corset. Yes. So you can create round shape here, right? Thì dựa theo cái phần cúp ha thì mình có thể dùng ri băng để dăng thành một cái đường cúp tròn. You can follow the cup. Thì mình có thể đi theo cái đường cong ha, hoặc là mình tự gọt lại. So I decided to create this. Thì đối với cái thiết kế này của cô thì cô lại muốn cái corset của cô có cái hình dáng đặc biệt như vậy. This angle. And then you have to decide also this part. Yes. Và làm và cũng thêm nữa là cái phần đường rìa bên dưới luôn ha. Thì tức là cái đường bao bên ngoài hình dáng của cái corset. So the length can be even until waist. Thì độ dài nó cũng không ấn định ha. Độ dài của corset nó có thể kết thúc ở ngay đường eo hoặc là nó kéo dài xuống như vậy. In terms of design, you know, the bottom can have all types of shapes. You can have straight shape, you can have this angle, or maybe you even have, I don't know. Thì tùy vào cái thiết kế của mình ha, thì nó không ấn định bất kỳ một cái đường nét nào hết. Nó có thể là một cái đường vạt cong như vậy, hoặc nó có thể là một cái đường thẳng, hoặc nó có thể là đường uốn lượn theo bất kỳ họa tiết mà mình muốn. Yes, and also I must say that the corset, you know, you don't follow the normal armhole, right? Because you have to go down, the corset is more open, yes, around the armhole area. Thì mình sẽ thấy là cái corset của mình, một cái điều lưu ý của mình là khi mà dăng cái phần ở trên của corset thì corset nó sẽ không follow theo cái đường vòng nách căn bản. Nó phải hạ xuống so với đường vòng căn bản ha. But you cannot really go very dangerous, so open too much, yes, and open here too much because you have to actually keep the bust inside the corset. Và mình sẽ thấy là mình cũng không nên đi ra quá xa bởi vì nó sẽ rất là nguy hiểm, bởi vì corset khi mặc vào mình dùng cọc xe để mà nâng đỡ cái phần ngực, để đỡ cái phần ngực lên ha. Thì nếu mà mình gọt vào quá sâu thì nó rất dễ bị lộ ngực. And then you have to decide within this outline, right? Within this and this. You have to decide about how you divide the corset because you have to actually divide the corsets in even more parts than the normal garment because you have to drape very tight. Thì mình sẽ thấy là sau khi có được cái đường rìa bao bên ngoài của corset thì mình sẽ bắt chia mảng bên trong. Thì không giống như những cái trang phục bình thường khác thì đối với corset mình muốn chia thành bao nhiêu mảng cũng được. Và hình dáng mình càng chia nhỏ corset thì càng tốt.
ha. Tức là cái corset thì nó cần phải được wrap rất là chặt, và khi mặc nó phải bó rất chặt vào người. Do đó khi mà càng chia nhỏ nhiều mảng ra thì khi may lại corset nó sẽ càng ôm vào người hơn. You see these patterns, you see how many details in the corset. Thì ví dụ như có một cái phần rập của corset bên kia ha, thì mình sẽ thấy là có bao nhiêu mảng chi tiết. So, as I said, you have to divide. You can separate this part from the bust. Thì cái mảng đầu tiên mình nên chia đó là cái mảng xung quanh cái cúp ngực ha, để tạo thành một cái mảng cúp ngực riêng biệt như vậy. Or if you don't separate here, you have to create style lines which go through the apex. Còn nếu mình không muốn chia thành một cái phần cúp ngực như vậy thì mình có thể chia thành những cái mảng rã dọc xuống, kéo dài xuống bên dưới ha. Nhưng mà điều kiện đưa ra là phải có ít nhất một đường rã, at least one. At least one. Thì phải có ít nhất một đường rã nó phải đi qua điểm đỉnh ngực. Mình phải xác định cái điểm apex đỉnh ngực và nó sẽ phải đi qua điểm đỉnh ngực, thì lúc đó nó mới rã được cái khối ngực ra. And also the style lines create visual effect. Yes, don't forget. So if you just simply follow the princess line, which also happened, right? Like even this one here. Yeah, right. Princess line. But I put actually, you see my style here, my style line here. You know, I want to emphasize the waist, that is actually should be visually created more thinner. Yes, create this visual effect more thinner. So I put style lines more close to the center front, and next one again very close to the first one. Thì mình sẽ thấy ha. Cái việc rã những cái và thiết kế những cái đường rã thì nó cũng có một cái quy luật về thị giác ha. Thì khoan nói với vấn đề đó thì mình quan sát là cái những cái mảng rã dọc của mình nó giống như nó chia nhỏ cái vòng eo ra. Mình sẽ thấy ha, thì mình không nhìn vào cái vòng eo bởi vì vòng eo thì cô chưa tháo ra thôi, chứ nếu mà may ra thì nó sẽ không có cái đường vòng eo đó nữa. Thì những cái mảng rã dọc nó sẽ chia nhỏ vòng eo ra và nó giúp cho cái phần đó nó ôm vào eo ha. Thì nguyên một cái đường cong eo nó sẽ được chia nhỏ ra như vậy, theo thành từng mảng rã dọc xuống. Và những cái mảng rã thì nó cũng phải theo cái, nó cũng nên theo cái hiệu ứng thị giác. Tức là nếu mà mình muốn làm cho cái eo nó càng nhỏ lại thì những cái đường rã nó sẽ theo cái hình dáng như vậy. Tức là phần trên nó sẽ nở rộng ra và khi xuống tới vòng eo nó sẽ thắt lại ở ngay dưới eo. Ha. So I repeat these elements on the back, right? The same elements. And then I use the side seam, right? The normal side. Và lúc này cô cũng có cái đường side seam. Thì mình tưởng tượng là nếu mà bây giờ những cái đường rã đó mình chỉ dang dọc nó xuống thôi, thì cái hiệu ứng nhìn lên nó sẽ không đẹp bằng những cái đường rã cái hình dạng như vậy. Ha. Mình sẽ làm cho nó thuôn lại về phía eo. I also use the center back. Probably I will make a zipper here. Thì cái hộp xe này thì cô sẽ quyết định nó có dây kéo zipper. Do đó cô sẽ sử dụng được center back luôn. However, there is also one element that is used very often in corset is lacing. Tuy nhiên ha, ngoài cái dây kéo thì cũng có một cái yếu tố nó cũng rất là đặc trưng của corset, thường được ứng dụng trong corset, đó là lacing. Yes. Cái yếu tố đó mở là lacing ha, lacing là cái đường thắt dây. Giống như vậy ha. Lacing can happen in the front or in the back. Right, so for example, if it happens on the back, you need a distance, yes, for the lacing. Thì trong trường hợp mình dùng cái lacing, thì lacing nó sẽ hỗ trợ cái cọc xe tốt hơn. Bởi vì khi mình sẽ thấy là khi dùng lacing thì mình sẽ không có trap cọc xe ra tới đường center back nữa, mà mình phải từ center back lùi vào bên trong. Tức là cọc xe khi mặc lên có vẻ như nó sẽ nhỏ hơn cơ thể. Để khi mà mặc lên xong thì mình sẽ dùng cái lacing, mình sẽ dùng dây để thắt chặt lại. Thì thắt càng chặt thì cái corset nó sẽ càng lên đẹp ha. Lacing is a very beautiful element, especially for the wedding dress. We sometimes use it very wide. Thì lacing cũng là một trong những cái yếu tố trang trí rất là đẹp cho corset. Ví dụ trong những cái đầm cưới thì cái phần lacing ở thân sau nó thường được trang trí rất là nhiều. So, since I separated the cup, thì cái phần quan trọng nhất mình cần phải rã đó là phần cúp ngực.
I must also explain about the part if you separate the cup. Since I'm using the cup, additional cup, the bust cup, right? My breast is even bigger than the normal. Thì mình sẽ thấy là ở trong cái trường hợp này do cô đã sử dụng thêm cúp ngực thì cái phần ngực nó sẽ là một cái phản lồi, nó sẽ lồi hơn bình thường so với cái phần ngực của dress shop. And as you see, this star line on the cup, mình sẽ thấy đầu tiên cái đường rã lớn nhất nó đi qua chính xác cái điểm đỉnh ngực trên cái cúp ngực. But if you look at this, you have to actually, it's clear it is not enough to have only two parts. Thì khi mình nhìn vào cái đó thì mình tưởng tượng nếu chỉ có đúng một cái đường rã đó thôi thì nó vẫn không đủ để có thể trap được cái phần ngực. Mình sẽ thấy là cái phần ngực nó là một cái khối cầu rất là lớn như vậy. Thì mình buộc phải chia thêm nhỏ thành ba mảng bên dưới nữa. Because this part will be very difficult to Thì mình sẽ thấy là cái mảng đó chỉ cần nhìn bằng mắt thôi mình sẽ thấy là nó cũng rất là gắt rồi. Và nếu mà chỉ trap bằng một mảnh vải thì nó sẽ không êm được. So you have to separate this part at least again in two parts. I separated it. Thì đối với cái mảng đó thì ít nhất nó phải được chia ra làm hai mảnh. Và đây thì cô chia làm ba mảnh ha. Thì như đã nói thì càng chia nhỏ thuật C thì cái việc trap nó sẽ càng dễ dàng hơn và khi mặc lên nó sẽ càng ôm vào người hơn ha. Nhưng mà mọi người cũng lưu ý là không nên chia nhỏ quá bởi vì mọi sẽ biết là cái mảng đó sau đó còn chưa được may ra và may lại nữa. Nếu mà cái mảng đó cái độ dài của nó chỉ cái độ dày của mọi người chỉ có 1 cm thôi thì thêm 1 cm đường may thì nó sẽ rất là cộn ha. Cho nên mọi người phải tính tới cái trường hợp đó. So and then you will be draping each part separately. So, thì sau đó from back or from front, right? Thì sau khi mà dăng và thiết kế xong hết những cái đường rã và cảm thấy hài lòng với những cái chi tiết và hình dáng những cái đường rã trên corset rồi thì mình sẽ bắt đầu trap. Và cái công đoạn trap nó cũng rất là đơn giản bởi vì theo nguyên tắc thì mình chỉ cần trap từng mảng một ha. Thì mình có thể trap từ đằng theo thứ tự từ đằng sau ra đằng trước hoặc theo từ trước ra đằng sau và mình nên trap đúng thứ tự. So, I'm using the leftover pieces from the projects. Thì mình sẽ thấy là ở đây thì cô sẽ sử dụng những cái mảnh vải thừa từ buổi đầu tới bây giờ. Mình cắt ra thừa thì cô sẽ giữ lại để cô có thể làm vào xe. So and I start from evaluating each piece, right? So for example, I need to drape this one. Thì mình sẽ bắt đầu phân tích từng cái mảnh một ha. Thì đầu tiên là cái mảnh ở trên cúp ngực là mảnh số 1. So I'm evaluating the measurement, right? Thì mình sẽ thấy là theo nguyên tắc draping bất kỳ một cái mảnh nào trên cơ thể thì mình không thể nào đặt cứ đặt vải lên thế nào là mình drape cũng được ha. Nó phải có canh vải, mỗi một mảnh nó đều phải có canh vải dọc và canh vải dọc luôn luôn song song với mặt đất. Do đó theo nguyên tắc là mình sẽ phải đo được, mình sẽ đặt cái mảnh đó vào trong một cái khung, ví dụ trong một cái khung hình chữ nhật chẳng hạn. Và mình sẽ đo cái chiều dài của hình chữ nhật và đo cái chiều rộng của hình chữ nhật để cắt được một cái mảnh vải. Và canh vải dọc nó sẽ được ứng vào trong ở khoảng giữa của mảnh vải đó. And then you have to understand that all your pattern pieces will have green line like this, so vertical. Each piece. Thì mình sẽ thấy cái nguyên tắc đó ha. Mỗi một mảnh nó đều phải được đưa canh vải dọc vào ở khoảng giữa của mảnh và nó phải luôn luôn song song với mặt đất. À, vuông góc. So, let's say I want to do this one. Thì mình sẽ thấy cái cách cô đặt vải ha. Phải đặt đúng canh vải dọc của vải vào canh vải dọc trên mảnh rập. Chứ không phải là cứ muốn đặt lên thế nào là drape ha. Và khi may thì mình cũng phải may đúng canh vải dọc. Khi cắt ra vải cũng phải cắt đúng canh vải. So, I cut a rectangle. Thì mình sẽ thấy ha, cô đã tận dụng lại những cái vải thừa để trap cái phần cọt xê này. Thì đó cũng là một cái tác phong làm việc mà mình nên học hỏi ha. Trong draping thì mình ở đây thì mình không chỉ học về kỹ thuật và những cái kiến thức mà mình còn phải học về cái tác phong làm việc. Thì mọi người, nếu mọi người quan sát thì cuối mỗi buổi cô đều chọn ra những cái mảnh vải thừa và cô đều gói lại cẩn thận và đem cất đi ha. Thì lúc này mình sẽ sử dụng cái mảnh vải thừa đó để trap. Okay.
những cái trang phục giống như corset như thế này. Và sau này cũng vậy ha, khi mà mọi người cắt may bất kỳ thứ gì cho khách hàng hoặc là cho những cái sản phẩm của riêng mình thì những cái phần vải thừa còn lại thì mọi người nên đều phải gói lại và đem cất đi hết ha. Bởi vì không ai biết được là sau này nếu mình cần dùng nó lại nữa hay không, chứ không phải mọi người cắt phung phí vải và đem vứt đi ha. The rules here, there is no special rules here. You do exactly the way you do any. Thì nếu để kỹ lưỡng hơn thì trước khi draft thì mọi người nên đánh dấu cái canh vải dọc, đánh dấu cái mũi tên canh vải dọc ha trên vải và sau đó mọi người đặt đúng lên để xem xét canh vải dọc nó sẽ phải luôn luôn song song vuông góc với mặt đất trong suốt quá trình draft. Và cái cách draft thì mình chỉ cần ghim vải lên, splat xung quanh toàn bộ cái mảnh ha, splat toàn bộ xung quanh cái mảnh và sau đó mình có thể vuốt êm dễ dàng cái mảnh đó. Và nhớ là mình phải splat ha, và ghim xung quanh cái mảnh lại. Thì mình sẽ thấy là cái cách draft nó chỉ đơn giản vậy thôi, quan trọng là mình phải tỉ mỉ từng chi tiết một ha. Enough cuts. Thì mình sẽ thấy ha, mình phải slap toàn bộ xung quanh cái mảng đó. Because the details are small, yes, you have to be very precise. Exactly. Những cái mảnh mà càng nhỏ, mọi người thường hay có cái thói quen là khi mọi người thấy những cái mảnh đó nhỏ thì mọi người chỉ cần đặt vải lên nó tự động nó cũng êm. Nhưng mà không nên như vậy ha. Những cái mảnh vải, những cái mảnh rập nhỏ thì nó cũng phải được slap đầy đủ. Và mỗi cái vết slat nó sẽ cách nhau từ 1 tới 0.5cm như vậy ha. Thì khi nó càng chi tiết như vậy thì rập nó sẽ càng chính xác và khi may lên nó sẽ càng fit vào người và tạo nên cái form dáng đẹp cho cọc xe. Đối với cọc xe ha, chỉ là những cái chi tiết rất nhỏ mà mình cần phải tuân thủ. À, thì mình sẽ thấy ha, khi mà đặt cái vải lên thì mình có cảm giác là nó không êm. Nhưng mà khi slap kỹ ra, slap từng nhát một ra như vậy thì tự động cái vải nó sẽ được mở và mình có thể vuốt êm được hoàn toàn. So you see we managed to... Thì mình sẽ thấy ha, đối với cái mảng này khi mà cô đã chia ra như vậy rồi thì cũng có một số phần nó sẽ khó draft. Do đó mọi người tưởng tượng là nếu mà cái mảng bên dưới của cái cúp mà mình không chia nhỏ ra thì nó sẽ càng khó thế nào nữa ha, và nó sẽ không thể êm được. Do đó mình phải quan sát là những chỗ nào mình cần phải chia nhỏ ra thêm, hoặc là khi mình draft mà mình cảm thấy nó không thể êm được thì mình buộc phải chia nhỏ cái mảng đó ra. Và sau đó mình đánh dấu ha, đánh dấu kỹ cái mảng đó và mình sẽ thấy là canh vải dọc nó vẫn phải luôn được ấn định như vậy. So what is important here, especially on the bust level, on the bust cup, on the bust area, you will probably have a mostly curved line, right, on the bust. And you have to connect all parts together, right? Which means to be able to connect them precisely, right? You have to use a lot of notches, right? Thì mình sẽ thấy là phần lớn những cái mảnh nằm ở trên cọc C cũng như là đặc biệt là những cái mảnh nằm ở trên phần cúp ngực nó sẽ được nối với nhau bằng những cái đường cong. Và khi may những cái đường cong với nhau thì để có thể may được chính xác cái đường cong thì mình buộc phải có rất nhiều những cái dấu trên đường cong đó, giống như hồi giống như nếu mình có học TR thì mình sẽ thấy ha, TR cutting thì mình sẽ thấy là những cái đường cong, những cái đường rã cong nó buộc phải đánh dấu để có thể may được chính xác đường cong vào nhau. Thì ở đây cái mảnh này nếu mà muốn nối chính xác với những cái mảnh bên dưới của cái cúp ngực thì nó buộc phải có những cái dấu.
So for example, this part will be connected with this two. Thì mình xem là bao nhiêu mảnh được nối với nhau và có bao nhiêu đường nối với nhau. The seam, we mark this seam, right? This seam here. Thì ở đây mình sẽ thấy là tiện nhất là mình sẽ đánh dấu những cái đường ba cái mảnh bên dưới, những cái đường rã của nó, giao điểm của những cái đường rã đó với cái mảnh ở bên trên, thì mình sẽ đánh dấu cái giao điểm đó lại. And also I mark even more, I made more notches, even two on this curve. Và thậm chí là ở những cái khoảng giữa của những cái điểm đó mình cũng có chia nhỏ ra bằng những cái dấu. And even two here, so a lot of notches. Thì càng nhiều dấu thì cái việc may lại nó càng chính xác và cái khối ngực nó sẽ lên càng đẹp ha. This is extremely important because when you start connecting the details, you can easily make gathers unusual. We don't need any odd gathers on the corset, so in case if you don't have enough, you will have them inevitably. Thì mình sẽ thấy ha, cái công đoạn đánh dấu này nó rất là quan trọng. Thứ nhất là những cái đường rã cong nó phải được mang chính xác vào nhau. Thứ hai là thông thường nếu mà mình đưa cho người thợ may bình thường và một cái đường rã cong thì thường họ sẽ may cầm cái đường rã đó lại để cho nó vừa với cái đường bên kia. Thì khi may cầm thì người ta sẽ xuất hiện những cái chỗ nhăn nhăn và những chỗ rút nhúng ha. Thì trên cọ xe thì mình sẽ không bao giờ muốn có những cái chỗ đó xuất hiện, mình luôn muốn cái cọ xe nó sẽ rất là hoàn hảo. Thành ra những cái đường rã cong phải được nối nhau bằng những cái dấu. Nếu không thì các bạn sẽ xuất hiện những cái độ dư rất là nhiều. So I will trim this seams to 1 cm. Thì sau khi mà drape xong thì mình có thể tháo xuống và có thể gọt bớt cái phần vải thừa, chừa lại đường may 1 cm. Và trong lúc làm cọc xê thì mình phải quản lý được tất cả những cái mảnh gập của mình ha. Thứ nhất là lúc làm thì phải có cái chỗ để cất giữ những cái mảnh đã làm rồi, không để cho nó lạc mất. Và thứ hai là mình phải ghi số thứ tự và đánh dấu rất là kỹ trên cái mảnh đó để biết được là mình drape tới mảnh nào ha. Và mình nên drape đúng thứ tự từ trái qua phải và từ trái xuống dưới. Và quan trọng nhất là cái canh vải dọc, mình sẽ thấy ha, mũi tên canh vải dọc. And then you have to also mark the so you have to give the number to this detail because thì mình phải đặt tên cho những cái mảnh đó ha, mình có thể dùng số để đặt tên. Thì đây là mảnh số 1 của cô. So because this is not actually so many details, in some cases you have much more. Thì đây chỉ là một cái cọc xe đơn giản thôi, thì mình sẽ thấy là cái số mảnh nó không nhiều lắm ha. Nhưng mà đối với những cọc xe mà nó phức tạp hơn và nó cầu kỳ hơn thì số mảnh nó sẽ tăng lên. Và lúc đó mình phải biết cách để quản lý được những cái mảnh đó để không bị lẫn lộn ha. Bởi vì sẽ có những cái mảnh nó chỉ khác nhau rất là nhỏ thôi, nhưng mà nếu mà mình lẫn lộn thì nó sẽ không ra được. So you have to dream each part again, right? So go next one, next thì one, đối next với one. Những cái mảnh còn lại mình sẽ lặp lại cái thao tác. Some people prefer to actually after you trim this detail, right? The detail, put it back here, right? And make another one, right? Trim and put it back, and in the end you don't need to actually to assemble the whole corset, you have it already on the drape. Thì có một số người cái thao tác làm của họ là họ thích sau khi mà đã drape xong và gọt đường may xong như vậy thì họ sẽ ghim ngược cái mảnh nó lại lên trên cái phần đã drape, cái dresser. Và cái mảnh nối tiếp thì họ sẽ tiếp tục drape cái mảnh nối tiếp ha. Thì cái mảnh đó ghim xong đem xuống gọt đường may, họ lại tiếp tục ghim lên lại, thì cuối cùng mình sẽ có được toàn bộ cái cọc xe hoàn chỉnh ha. Thì cái bước đó cũng rất là quan trọng, bởi vì mình sẽ thấy là nếu mà mình tiếp tục drape cái mảnh bên dưới thì khi mình drape xong thì mình có thể đánh dấu được cái mảnh đó cho trùng với cái dấu cái mảnh bên trên. This will also help you to when you do this. This will also help you to verify the notches. Yeah, the thì mình sẽ biết chỗ nào mình đánh dấu. Thành ra mình nên ghim ngược trở lại như vậy.
để mình biết mình đánh dấu cho cái mảnh bên dưới trùng với cái dấu trên đó. So you can have two actually version for draping. One is to complete all the parts and then pin them together, and another one just one by one and then pin it one by one. Thì có hai cách làm ha. Một là mình sẽ drap toàn bộ tất cả các mảnh và sau đó kết nối với nhau một lần cuối cùng. Hai là mình sẽ làm lần lượt từng mảnh vậy. The second one save time. The second when you drape, yes, and put them on the dress form, it saves time. Thì cái cách thứ hai nó sẽ đỡ mất thời gian hơn. So basically this is it doesn't look complicated, right? But needs a lot of precision, right? Attention to details. Thì mình sẽ thấy ha, cái quá trình này nó không có quá khó hoặc là phức tạp, nhưng mà nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ của người làm. So you can decide on the corset type, on the corset design, try something, right? So. Aside from the yeah, you can make also this part here.